Thời đại huy hoàng của Barcelona và Real Madrid trong thập niên 2010 được gắn liền với việc sở hữu hai trong số những bộ ba tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử. Bốn chức vô địch UEFA Champions League của Los Blancos từ 2014 tới 2018 có đóng góp rất lớn trực tiếp thông qua những bàn thắng từ tam tấu BBC. Barca cũng không hề kém cạnh khi chinh phục châu Âu, gieo rắc nỗi sợ hãi cho mọi hàng phòng ngự với MSN lẫy lừng. Trong giai đoạn đỉnh cao của BBC và MSN, danh hiệu vô địch cúp C1 châu Âu chỉ thuộc về hai gã khổng lồ La Liga. Những trận El Clasico thời điểm đó là sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, khi các chân sút xuất sắc nhất hành tinh đều tề tự về Madrid và Barcelona. Cả 6 tiền đạo đều vô cùng xuất chúng, nhưng trong số đó có một trường hợp đặc biệt khi sự nổi tiếng về mặt thương hiệu cá nhân rất chìm so với các đồng nghiệp. Messi, Ronaldo thì miễn bàn, Neymar, Gareth Bale từng được coi là quả bóng vàng kế tiếp sau thời đại của Leo và CR7. Luis Suarez thuộc dạng quái chiêu đã nổ đình nổ đám từ ngày còn chưa cập bến sân Camp Nou. Người còn lại là Karim Benzema hầu như rất ít khi được nhắc tới khi nói về BBC và MSN. Ở Madrid, người ta luôn tranh cãi nhau về tầm ảnh hưởng của Ronaldo và Bale, rằng giữa hai bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Los Blancos, ai sẽ trở thành thủ lĩnh đầu đàn của dàn Galacticos. Sau khi CR7 sang Juventus, đa số đều nhận định rằng Gareth Bale sẽ tiếp nối vị thế số 1 từ tay của siêu sao người Bồ Đào Nha. Hầu như Karim Benzema không được nhắc tới. Anh vẫn xuất sắc, nhưng người ta chỉ nhìn nhận tiền đạo người Pháp như một ngôi sao thầm lặng làm nền cho Ronaldo và Bale. Ngày Benzema cập bến Bernabeu, anh cũng chỉ là cái tên đáng chú ý sau cùng trong một mùa hè 2009 lịch sử mà Florentino Perez đưa về Madrid hai quả bóng vàng gồm Kaká và Ronaldo. Cùng với đó là nhà vô địch châu Âu Xabi Alonso. Trung phong người Pháp chỉ là một tài năng trẻ triển vọng chuyển tới từ Lyon ở tuổi 22. Rõ ràng, trong một dàn sao đã có tên tuổi, Karim Benzema không thể vượt trội so với các đàn anh về danh tiếng. Và cũng kể từ đó, người ta cứ mặc định Ben Ú chỉ là người hỗ trợ cho Ronaldo tỏa sáng. Trên thực tế, điều này hoàn toàn không sai. CR7 là một cỗ máy ghi bàn khủng khiếp, thiết lập hàng tá kỷ lục ghi bàn tại Bernabeu, cũng như luôn là vua phá lưới trong 4 chức vô địch Champions League của Los Blancos từ 2014 tới 2018, thì vai trò của Benzema trở nên hoàn toàn lu mờ bởi anh không thể đọ về số lần lập công so với đồng đội người Bồ Đào Nha. Nhưng Ronaldo thì luôn trân trọng những hy sinh mà tiền đạo người Pháp dành cho anh. Benzema chính là chân kiến tạo xuất sắc bậc nhất cho CR7 trong 9 năm tại Bernabeu. Bản thân siêu sao Bồ Đào Nha từng muốn ban lãnh đạo Juventus đưa Benzema sang Italia để tiếp tục đá cặp cùng anh. Suốt hơn 10 năm chơi bóng cho Real Madrid, Benzema từng chứng kiến rất nhiều đồng đội tên tuổi tới rồi đi, thậm chí đến cả một người từng cạnh tranh ngôi vị vua phá lưới câu lạc bộ với Ronaldo là Gonzalo Higuain cũng phải khăn gói rời Madrid. Nhưng Karim vẫn trụ lại với mảnh đất có sự đào thải vô cùng khắc nghiệt. Không phải người ghi bàn nhiều nhất, song hàng công Los Blancos suốt từ năm 2009 luôn có chỗ đứng cho Benzema. Nếu không đủ giỏi, bạn sẽ chẳng thể chơi bóng cho Real Madrid. Xuất sắc mà không có sức hút cá nhân kiểu như Gonzalo Higuain rồi cũng bị bật bãi, khi một rừng không thể có hai hổ. Benzema là kiểu tiền đạo xuất sắc nhưng không tham lam. Ben Ú biết cách dung hòa trong một tập thể vốn đã có quá nhiều tên tuổi nổi trội. Anh có thể kết hợp tốt với Ronaldo và Bale, được bố trí đá cắm nhưng vẫn vui vẻ nhìn sân khấu, hỗ trợ cho hai đồng đội đắt giá thể hiện tài năng. Real Madrid tôn trọng Benzema vì điều đó và sự nhẫn nại của chân sút người Pháp cũng được đền đáp. Ngay sau khi Cristiano Ronaldo rời Real Madrid, Karim Benzema bắt đầu hành trình chứng minh bản năng sát thủ. Gareth Bale bị các vấn đề bên ngoài sân cỏ lấn át hết nỗ lực cống hiến và mặc nhiên Benzema trở thành chân sút số 1 của đội bóng. Zidane từng hết lời ca ngợi phẩm chất thiên tài của cậu học trò đồng hương. Một con người kiệt xuất như Zizou rất ít khi khen ai quá lời, nhưng với riêng Benzema, ông sẵn sàng tâng bốc, nói giúp để Karim được trở lại đội tuyển Pháp. Từ mùa giải 2018-2019, Ben Ú luôn là vua phá lưới của Real Madrid, phong độ xuất sắc hơn qua từng năm, không còn hình ảnh một chân sút lười biếng, mập ú, thay vào đó là một Benzema thon gọn, thanh thoát và ghi bàn ầm ầm, với rất nhiều trong số đó là các siêu phẩm. Màn trình diễn thuyết phục của số 9 Real Madrid khiến Didier Deschamps không thể làm ngơ và đã gọi anh trở lại đội tuyển Pháp dự Euro 2020, dù trước đó ông từng kiên quyết cự tuyệt với đội trưởng Los Blancos, bất kể Zidane có tác động như thế nào. Việc được khoác áo Le Bleu sau 6 năm chính là câu trả lời xác đáng nhất cho nỗ lực cùng trình độ của Karim Benzema. Buổi tối thứ Tư ngày 22 tháng 9 năm 2021, trong chiến thắng 6-1 của Real Madrid trước Real Mallorca,
Karim Benzema tiếp tục phong độ ghi bàn khủng khi lập cú đúp, cùng với đó là đóng góp hai kiến tạo cho đội bóng của Carlo Ancelotti. Hai bàn thắng vào lưới đội bóng xứ đảo giúp Benzema chính thức trở thành cầu thủ thứ 10 cán mốc 200 bàn thắng trong lịch sử La Liga. Và có một điều đáng chú ý, trong top 10 chân sút có từ 200 pha lập công trở lên ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, chỉ duy nhất Benzema là chưa từng giành PGC tính tới trước năm 2022. Điều này cho thấy rõ sự hy sinh rất nhiều mà Karim đã trải qua suốt kể từ năm 2009. Phải mất tới 12 năm Benzema mới làm được điều mà Ronaldo đã có từ lâu rồi. Tiền đạo người Pháp trở thành cầu thủ thứ tư cán mốc 200 bàn thắng ở La Liga trong màu áo Real Madrid. Benzema cũng chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Carlos Santillana 3 pha lập công nữa trong danh sách các cây làm bàn xuất sắc nhất lịch sử Los Blancos tính tới ngày 24 tháng 9 năm 2021. Sau cú đúp vào lưới Mallorca, Karim đã có tổng cộng 287 pha lập công cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở mọi đấu trường. Trên tất cả, tính cho tới trước khi vòng 7 La Liga 2021-2022 diễn ra, Benzema đã có tổng cộng 8 bàn thắng cùng 7 kiến tạo. Với tổng cộng 15 lần góp dấu giày vào bàn thắng qua 6 trận đầu mùa, Benzema đã vượt qua kỷ lục cũ của Ronaldo mùa giải 2014-2015 với 14 lần và Messi mùa giải 2011-2012 với 13 lần. Tiền đạo gốc Algeria đã tham gia trực tiếp vào 15 trong tổng số 22 bàn thắng mà đội bóng của Ancelotti có được từ đầu mùa giải cho tới trước ngày 26 tháng 9 năm 2021, đạt tỷ lệ 68%. Phong độ xuất sắc đó giúp Karim Benzema trở thành ứng viên sáng giá cho cuộc đua quả bóng vàng. Tính từ đầu năm tới ngày 25 tháng 9 năm 2021, Karim Benzema có số lần góp dấu giày vào bàn thắng bằng với Robert Lewandowski cùng 34 lần. Chân sút người Ba Lan ghi 31 bàn và có 3 kiến tạo. Còn Benzema toàn diện hơn rất nhiều với 23 pha lập công và 11 lần tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn. Lionel Messi đứng thứ 3 với 31 lần tham gia vào bàn thắng, gồm 23 pha lập công và 8 kiến tạo, bằng thành tích với Erling Haaland 24 bàn, 7 kiến tạo. Tất cả các con số thống kê đều được cập nhật trước ngày 25 tháng 9 năm 2021. Rõ ràng, ngoài Messi, chỉ có Benzema là một cầu thủ tấn công hoàn hảo trong cả ghi bàn lẫn đóng góp cho đồng đội. Huyền thoại Hot Vanano định nghĩa về Karim vừa là số 9 và cả số 10. Sau bao năm cống hiến cho màu áo trắng hoàng gia, Benzema vẫn xuất sắc trong kiến tạo và ghi bàn thì nhiều hơn khi không còn phải hy sinh quá nhiều cho một cá nhân nào. Tổng số bàn thắng của Benzema tính tới trước khi vòng 7 La Liga 2021-2022 diễn ra nhiều hơn 12 trên 20 câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, bằng với thành tích của cả đội Barcelona và Sevilla sau 6 vòng đấu đầu tiên. Chưa khi nào trong sự nghiệp Benzema thăng hoa đến vậy. Anh cùng Vinicius Junior đã tạo thành cặp tiền đạo đáng sợ bậc nhất châu Âu. Benzema san sẻ rất tốt vai trò ghi bàn và kiến tạo với Vini, một minh chứng cho thấy anh không phải mẫu tiền đạo ích kỷ mà luôn hết mình vì tập thể. Tấm băng đội trưởng dành cho chân sút người Pháp hoàn toàn xứng đáng. Benzema vừa là thủ lĩnh chuyên môn cũng như truyền cảm hứng về mặt tinh thần trong giai đoạn chuyển giao thế hệ của Real Madrid. Vai trò của Karim đang là lớn chưa từng có tại Bernabeu. Vị thế số 1 đội bóng từ Ronaldo qua Ramos giờ đã tới tay Benzema, một trong những công thần trong kỷ nguyên vàng thập niên 2010 của Los Blancos. Sau rất nhiều hy sinh, đóng góp thầm lặng, chân sút người Pháp đang cho cả thế giới thấy rằng anh xứng đáng nằm trong top những tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ của mình. Kể từ khi Ronaldo ra đi, Benzema tỏa sáng rực rỡ, lần lượt ghi 30, 27 và 30 bàn trên mọi đấu trường, trong đó đều có tối thiểu 21 bàn thắng tại La Liga, điều mà anh chưa từng có được trước đó trong sự nghiệp. Thời đại huy hoàng của La Liga đã qua đi khi Messi và Ronaldo rời giải đấu, nhưng Benzema đang nhắc cho cả thế giới biết rằng ở Tây Ban Nha vẫn còn một cá nhân xuất chúng luôn phải vào vai kép phụ nhiều năm qua. Thật đáng nể khi thời cơ tới cũng là lúc chạm mốc 30 tuổi, Karim vẫn không hề mai một kỹ năng ghi bàn, thậm chí còn xuất sắc hơn. Ổn định trong suốt 9 năm trước khi bùng nổ từ năm thứ 10 tại Madrid là điều không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu duy trì tốt phong độ như 2 tháng đầu mùa giải 2021-2022, Karim Benzema hoàn toàn có quyền mơ về danh hiệu quả bóng vàng, hoặc chí ít có thể làm bàn đạp cho những tham vọng lớn trong năm 2022. Sau thời đại của Messi, Ronaldo, Benzi chính là cầu thủ xuất sắc nhất La Liga, cũng như là cánh chim đầu đàn dẫn dắt thế hệ Galacticos 3.0 mà Florentino Perez đang xây dựng tại Bernabeu.
thành công sẽ đến với người kiên định và biết chờ đợi thời cơ.